Dạ, sau 3 ngày phóng sanh cho đàn dược sư của thầy Trúc Phương thì dạ cảm thấy biết ơn sâu sắc, không biết nói gì hơn luôn. Này con đang suy nghĩ, con chỉ biết nói câu A Di Đà Phật thôi. Dạ quá là từ bi, quá là tốt.